Cuộc sống của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh thay đổi bất ngờ sau khi xin nghỉ việc. Sau ồn ào đời tư, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đã chủ động xin nghỉ việc và có cuộc sống đối lập. Hơn một năm trước, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng ồn ào đời tư, lọt top 1 tìm kiếm trên Google Việt Nam. Kể từ đó, Hồ Hoài Anh giữ thái độ im lặng, hầu như không lộ diện. Còn Hồng Đăng vẫn thoải mái chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội. Mới đây, đại diện Nhà hát kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác nhận Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã xin nghỉ việc. Trước đó, Hồ Hoài Anh là giảng viên ngành đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồng Đăng công tác ở Nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2008. Điều bất ngờ là tên của nam diễn viên cũng không còn xuất hiện trên trang web nhà hát, dù các nghệ sĩ đã mất, nghỉ hưu đều được lưu trữ. Hồ Hoài Anh vẫn làm nghề nhưng kín tiếng. Khi ồn ào đời tư xảy ra, Hồ Hoài Anh từng có khoảng thời gian mặt vô âm tín. Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nam nhạc sĩ có thời gian nghỉ việc không lương trước khi xin nghỉ hẳn. Trong các dự án âm nhạc của các nghệ sĩ, Hồ Hoài Anh vẫn đảm nhận vị trí nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc, nhưng không công khai xuất hiện trước công chúng. Lưu Hương Giang, vợ của Hồ Hoài Anh cũng được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh bên hai con gái nhưng không nhắc đến ông xã. Kênh YouTube của gia đình Hồ Hoài Anh mang tên Gia đình Giang Hồ đã đổi tên sang Kỷ niệm của Na Su. Điều này khiến công chúng đặt nhiều nghi vấn về cuộc sống hôn nhân của họ. Trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc gần đây, Lưu Hương Giang khéo léo khi nhắc về người bạn đời rằng: "Tôi biết nhiều khán giả yêu quý các sản phẩm tôi thực hiện cùng Hồ Hoài Anh suốt thời gian dài. Anh vẫn là người tôi rất biết ơn dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình. Tôi nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả này, chắc anh cũng rất vui." Hồng Đăng chuyển hướng công việc. Trước khi vướng lùm xùm về đời tư, Hồng Đăng là diễn viên nam có lượng fan khủng, xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Anh cũng có khoảng thời gian mất tích trước khi quay trở lại, thoải mái đăng tải khá nhiều thông tin, hình ảnh về cuộc sống. Đồng thời, nam diễn viên cũng chưa có động thái nào sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ. Hiện nam diễn viên sinh năm 1984, chủ yếu phụ vợ trong công việc riêng. Về cuộc sống hôn nhân, Hồng Đăng và anh Đào vẫn mặn nồng. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp chung tình tứ, trao nhau lời yêu thương. Dịp kỷ niệm 14 năm bên nhau, Hồng Đăng chia sẻ bức hình bên vợ cùng lời nhắn: "Tròn 14 năm, nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão, cảm ơn em." Anh Đào, vợ Hồng Đăng, từng ẩn ý trải lòng rằng: "Đi qua sóng gió mới nhận ra rằng, cuối cùng điều bình an nhất chính là sự cân bằng trong chính tâm hồn, là biết chấp nhận buông bỏ những muộn phiền và tìm nơi an trú trong chính trái tim mình."